Điện lạnh Hòa Phát đã bán gần 200.000 sản phẩm, 8, 9 giờ tối mà tổng kho vẫn tấp nập, nhộn nhịp xe hàng. Tháng 5 vào hè, nền nhiệt tăng cao trên cả nước đã tạo nên nhu cầu lớn về các mặt hàng điện lạnh. Doanh số bán hàng của điện lạnh đã cán mốc gần 200.000 sản phẩm với các đơn hàng tăng đột biến. Anh Nguyễn Ngọc Tuyến, phụ trách tổng kho công ty điện lạnh Hòa Phát cho biết, tổng kho có diện tích hơn 20.000 mét luôn tấp nập xe ra vào lấy hàng. Những ngày nắng nóng 8-9 giờ tối vẫn còn hàng dài xe chờ lấy hàng cho khách. Mỗi ngày tổng kho xuất bán khoảng trên 2.000 sản phẩm. Không chỉ điều hóa phương y kỳ, tủ lạnh mà tủ đông cũng rất đắt khách. Hàng sản xuất đến đâu bán hết đến đó. Tủ đông hòa phát thiết kế nhỏ gọn thích hợp bảo quản kem, thịt, cá, đồ hải sản đông lạnh tươi ngon an toàn. Ở các tỉnh ven biển, bà con rất thích dùng tủ lạnh, tủ đông hòa phát. Điển hình là Thái Bình, Thanh Hóa, Vinh là các địa phương tiêu thụ nhiều sản phẩm tủ đông hòa phát. Có hàng trăm chiếc xe vào tổng kho chở tủ đông cung ứng cho khách hàng. Khi phòng bán hàng gửi yêu cầu cấp hàng cho tổng kho, chúng tôi sẽ điều xe và cân đối lượng hàng để nhanh chóng, kịp thời giao hàng cho khách. Mặc dù trời nắng nóng, mỗi anh em đều có một chiếc khăn thấm mồ hôi vắt vai, lúc nào cũng ướt đẫm mồ hôi, hết ca về đến nhà là khô. Dù phải làm tăng thêm giờ, 9 giờ tối mới nghỉ nhưng tuyệt đối không bao giờ để lỡ, chậm giao hàng cho khách thường xuyên xe công ty không đủ phải thuê thêm cả xe ngoài để đảm bảo giao hàng cho khách, bằng mọi giá đó là tâm niệm của 20 anh em làm việc tại tổng kho, anh Nguyễn Ngọc Tuyến chia sẻ. Cầu tăng đều đặn, ký kết làm đại lý phân phối sản phẩm cho điện lạnh hòa phát từ năm 2004, từ khi chưa có sản phẩm mới có mô hình mẫu. Với kinh nghiệm 15 năm làm đại lý cho điện lạnh hòa phát, tôi thấy ít có hãng nào mà cả ba sản phẩm, điều hòa, tủ đông tủ lạnh đều bán tốt giữ phong độ tăng trưởng ổn định trên thị trường đại lý huy hùng của chúng tôi cũng lớn mạnh theo sự phát triển mở rộng thị trường đa dạng sản phẩm của điện lạnh hòa phát ông đinh thành hưng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn huy hùng cho biết sản phẩm điều hòa phương ý kỳ của điện lạnh hòa phát thuộc top nhất nhì trong phân khúc tầm trung giá cả hết sức cạnh tranh chất lượng sản phẩm tốt nhiều ưu điểm vượt trội về hiệu suất làm lạnh nhanh an toàn thân thiện môi trường tiết kiệm điện năng Mang lại không khí trong lành cho người sử dụng Đại lý Huy Hùng của chúng tôi Những ngày nắng nóng thế này có thể xuất bán Trung bình 600-700 bộ Có ngày gần 1.000 bộ điều hòa phương y Ông Hưng chia sẻ thêm Giải thích về sự tăng trưởng sản lượng Theo ông Hưng, điều hòa phương y Không chỉ tăng ở phân khúc dân dụng Gia đình, mà còn vào rất nhiều trường học Dự án khu công nghiệp Các công trình công cộng Ngoài chất lượng, giá thành thì chế độ bảo hành Hậu mãi cũng là những nhân tố thúc đẩy Tăng trưởng bán hàng Ngoài mặt hàng điều hòa, tủ đông, tủ lạnh hòa phát chúng tôi bán cũng rất tốt. Với giá cả hợp lý, chỉ từ 3 triệu trên chiếc, tủ đông hòa phát đã trở thành sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình, chiếm vị trí hàng đầu trong số các sản phẩm điện lạnh cùng loại trên thị trường và được khách hàng phản hồi rất tốt về chất lượng. Dòng bán chạy nhất là dòng tủ đông dạng nằm truyền thống được các hộ kinh doanh nhỏ lẻ, nhà hàng ưa chuộng, đến tận các xóm ngó đều thấy sự xuất hiện sản phẩm này tủ đông hai ngăn hai chế độ đông và mát thuận tiện cho người sử dụng. Từ đầu 2017 thì dòng tủ gia đình có dung tích 100 lít bắt đầu vào các hộ gia đình và tăng mạnh sản lượng. Các gia đình chủ yếu bảo quản thực phẩm thịt, cá, đồ ăn rất tiện dụng. Với dung tích từ 100 lít đến trên 1.000 lít, điện lạnh hòa phát đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng từ các gia đình đến hộ kinh doanh, nhà hàng, trong dự trữ thực phẩm. Vì vậy, chúng tôi nhập hàng điện lạnh hòa phát đến đâu bán hết veo đến đấy, ông Hưng nhấn mạnh không chỉ đại lý Huy Hùng, tại cửa hàng của đại lý Minh Ngọc, sức tiêu thụ các mặt hàng của điện lạnh hòa phát cũng rất cao, hàng hóa xuất bán nhộn nhịp. Hàng nhập về liên tục mới đủ phân phối cung ứng cho khách. Có ngày đơn hàng nhiều ông Đào Hoài Nam, giám đốc công ty cổ phần cơ điện lạnh Minh Ngọc cũng phải tham gia trực tiếp bốc xếp hàng, đa dạng sản phẩm cho khách hàng lựa chọn. Với mục tiêu chinh phục mọi phân khúc đối tượng khách hàng thỏa mãn cả những nhu cầu ngóc ngách của thị thường, ngoài ba dòng sản phẩm chủ lực là điều hòa, tủ lạnh tủ đông công ty điện lạnh hòa phát còn có sản phẩm tủ mát trưng bày và máy làm mát không khí để phục vụ cho các thượng đế trong mùa nắng nóng ông tạ tuấn quang giám đốc công ty điện lạnh hòa phát cho biết máy làm mát gia đình của hòa phát có giá cả vừa tầm thu nhập với người lao động bình dân chưa có điều kiện mua điều hòa giúp họ có một không khí mát mẻ chống chọi được với những ngày nắng nóng nhiệt độ tăng cao máy làm mát gia đình có giải pháp làm mát tối ưu tiết kiệm điện không phun xương, không ẩm ướt nhà, tăng đối lưu trao đổi không khí tươi mát, không làm khô da, có lợi cho sức khỏe. Sản phẩm điều khiển từ xa, dễ dàng di chuyển, có 3 cấp độ gió, chế độ đảo chiều tự động, thân nhựa ABS san toàn cho người sử dụng, tấm lọc bụi dễ tháo lắp, dễ vệ sinh. Còn máy làm mát thương mại Moden ACG8000N có 3 cửa lấy gió, làm mát nhanh trong không gian rộng như nhà xưởng, văn phòng, tầng hầm tòa nhà, nhà hàng, đặc biệt với chế độ bảo hành chuyên nghiệp số hotline 1800 1022 của trung tâm hỗ trợ khách hàng sẽ đáp ứng dịch vụ sau bán hàng, chăm sóc khách hàng với chất lượng tốt nhất. Bằng những sản phẩm chất lượng, bền bỉ, siêu tiết kiệm, bảo quản thực phẩm luôn tươi ngon và mang đến không khí mát lành, điện lạnh hòa phát tự tin thời gian không xa sẽ phủ sóng tới mọi không gian của ngôi nhà Việt. Nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.